Xin chào các em đã đến với bộ môn Sinh học 6. Trên màn hình là sơ đồ cây có hoa. Ở bài học số 4 chúng ta đã được học cây có hoa thì có hai loại cơ quan, đó chính là cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng đúng không nào? Trong đó thì cơ quan sinh dưỡng sẽ gồm có rễ, thân, lá và cơ quan sinh sản thì gồm có hoa, quả, hạt. Và ở các chương tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các bộ phận thuộc cơ quan dinh dưỡng Đó chính là rễ, thân, lá Và các bộ phận đầu tiên mà chúng ta cần tìm hiểu ở đây đó chính là rễ Thế vậy rễ có những cấu tạo và chức năng như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở chương số 2 Và trong chương này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo cũng như là chức năng của rễ và như chúng ta đã biết là cơ quan rễ chính là cơ quan sinh dưỡng, nó có một vai trò rất quan trọng đối với cây. Thứ nhất là giữ cho cây mọc được trên mặt đất. Thứ hai là rễ có chức năng là hút nước và muối khoáng hòa tan. Không phải tất cả các loại cây đều có một cùng chung một kiểu rễ. Vậy có những loại rễ nào và có mấy miền của rễ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 9. Các loại rễ và các miền của rễ Và trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta phải đạt được những mục tiêu sau đây một Các em phải biết được cơ quan rễ gồm có những bộ phận nào 2. Vai trò của rễ đối với cây 3. Phân biệt được các loại rễ chính 4. Trình bày được các miền của rễ và chức năng của từng miền Vậy có những loại rễ chính nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần đầu tiên 1. Các loại rễ Trên đây là hình ảnh hai loại rễ cơ bản thường gặp ở thực vật Chúng gồm có gốc thân, nơi tiếp giáp giữa rễ và thân Bộ phận tiếp theo là rễ cái có đặc điểm to và khỏe Còn đây là rễ nhỏ hay còn gọi là rễ con Dựa vào những đặc điểm trên thì các nhà nghiên cứu đã chia thành hai loại rễ chính Đó chính là rễ cọc và rễ trồm Loại rễ đầu tiên có đặc điểm là rễ cái to, khỏe, đâm sâu xuống đất và có nhiều rễ con mọc xiên và từ các rễ con này lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa thì người ta gọi đây là rễ cọc. Cô lấy ví dụ như là cây bồ công anh chẳng hạn. Loại rễ thứ hai thì gồm có nhiều rễ con dài gần bằng nhau các em để ý thật kỹ là chiều dài của các rễ này có có kích thước là gần bằng nhau và thường mọc tỏa ra từ gốc thân tạo thành một trồm thì chúng ta gọi đó là rễ chùm. Cô lấy ví dụ như là rễ của cây hành lá hay là rễ của cây lúa chẳng hạn. Và để các em hiểu rõ hơn thì sau đây cô có một bài tập nhỏ dành cho các em. Trên màn hình là hình ảnh một số cây có hệ rễ như là cây su hào, cây tỏi tây, cây bưởi, cây cải, cây lúa hay chúng ta còn gọi một tên gọi khác đó là cây mạ khi còn non và cây hồng xiêm, cây cỏ mần trầu các em quan sát thật kỹ hình dạng và đặc điểm của các hệ rễ này để chúng ta có thể xếp vào hai nhóm rễ chính, đó chính là rễ cọc và rễ trồm Và dựa vào đặc điểm của các loại rễ thì chúng ta thấy rằng là các cây như là cây su hào thì các em thấy rằng phần rễ của nó có một rễ cái to và nhiều rễ con nên ta sẽ xếp cây su hào này vào nhóm cây à rễ cọc đúng không nào? Tiếp theo là cây tỏi tây thì các sợi rễ dài gần bằng nhau mọc tỏa ra từ gốc thân nên đây là cây dễ trùng Cây bưởi là rễ của nó các em xếp vào loại rễ nào đây? À khi chúng ta thấy rằng nó có một rễ cái to và nhiều rễ con mọc xiên thì đây chính là rễ cọc đúng không nào? Tiếp theo là cây cải cũng có một rễ to khỏe và nhiều rễ con mọc xiên Vậy chúng ta cũng xếp cây cải thuộc nhóm rễ cọc còn cây lúa thì có các sợi rễ dài gần bằng nhau và tỏa ra từ gốc thân, vậy nó sẽ thuộc vào rễ trồm. Còn cây hồng xiêm thì cũng tương tự như là cây cải, cây bưởi nên rễ của nó sẽ thuộc loại rễ cọc đúng không nào? Cuối cùng là cây cỏ mần trầu, nó có các sợi rễ giống như là cây tỏi tây và cây lúa vậy. Thế vậy sợi rễ mà dài gần bằng nhau và mọc tỏa ra từ gốc thân á thì chúng sẽ thuộc loại rễ à, dễ trồm đúng không? Từ bài tập trên chúng ta rút ra kết luận Thực vật có hai loại dễ chính là dễ cọc và dễ chùm. Trong đó dễ cọc thì gồm dễ cái và nhiều dễ con mọc xiên Ví dụ cây bồ công anh và tất cả những cây sống lâu năm Dễ trùm gồm nhiều dễ con mọc từ gốc thân, ví dụ cây hành. Vậy, dễ thì có những miền nào thì chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Trên màn hình là hình ảnh mô phỏng một sợi rễ của một cây mọc trong đất, trên đó thì có các miền của rễ và dựa vào những nghiên cứu các nhà thực vật học đã chỉ ra rằng rễ cây mọc trong đất gồm có 4 miền là miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và miền chóp rễ. Trong đó thì miền chóp rễ có nhiệm vụ là che chở cho đầu rễ để không bị tổn thương Nó sẽ giúp cho miền sinh trưởng phân chia các tế bào Và ở bài số 8 thì chúng ta đã được học về sự lớn lên và phân chia của tế bào rồi đúng không nào Thì chúng ta thấy rằng khi tế bào phân chia nó sẽ làm cho rễ dày ra Và để đâm sâu vào trong lòng đất giúp cho cây đứng vững Ngoài ra thì ở miền hút các em sẽ để ý thật kỹ Miền hút của chúng ta thì có à có các lông hút giống như là các máy bơm Nó làm nhiệm vụ là hút nước vào muối khoáng hòa tan Sẽ truyền lên phía trên để cho các miền trưởng thành có các mạch dẫn dẫn truyền các chất để đi nuôi cây Từ đây thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được cấu tạo và cũng như là chức năng của các miền của rễ rồi đúng không nào Rễ có 4 miền Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền Miền hút hấp thụ nước và mối khoáng hòa tan Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ Vậy theo các em có phải rễ của tất cả các cây đều có lông hút hay không? À không phải các em nhé Vì chỉ có những cây được trồng dưới đất rễ mới có lông hút còn những cây sống trong nước như là cây bèo hoa dâu này, cây bèo tấm, cây bèo cái, bèo tổ ong hoặc là cây lục bình thì rễ của chúng sẽ không có lông hút vì đơn giản là do rễ mọc chìm trong nước nên nước sẽ được hấp thụ qua khắp bề mặt của rễ nên không có lông hút. Ngoài ra thì còn có một loại rễ mọc từ thân và cành thì chúng ta gọi đó là rễ phụ, ví dụ như là cây si hoặc là cây xanh. Như vậy qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã biết được vai trò của rễ và đặc điểm của từng loại rễ. Các em đã biết cách phân biệt các loại rễ với nhau và các miền của rễ. Và để củng cố nội dung bài học thì các em hãy tìm cho cô 5 loại cây bất kỳ và xếp chúng vào một trong hai loại rễ chính mà các em vừa được học nhé. À cô lấy ví dụ như là cây lúa này, cây ổi, cây hành lá, cây xoài và cây mít. Trong đó thì cây lúa và cây hành sẽ được xếp vào loại dễ trồm còn các cây còn lại đó chính là dễ cọc đúng không nào Và các em có thể lấy rất là nhiều các ví dụ khác cho mình Được chưa nào Câu 2 Dễ gồm mấy miền và chức năng của mỗi miền Dễ gồm 4 miền Miền trưởng thành có chức năng dẫn truyền Miền hút, hấp thụ nước và muối khoáng Miền sinh trưởng làm cho dễ dài ra Miền chóp dễ che chở cho đầu dễ bài học của chúng ta đến đây là kết thúc chúc các em có một tiết học vui và bổ ích xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau